Rồi, em xin chào quý anh chị nha. Đó, thì nhiều người thì mua vé số. Đó, em bán vé số đây mà nhiều người mua vé số về không kêu là về nhà con cháu dò. Hoặc muốn mua vé số nhưng mà không biết dò như thế nào thì sẵn em hướng dẫn luôn cho anh chị luôn nha. Một tài vé số đây. Thì anh chị dò từ phía bên hàng đơn vị đó, dò qua. Có nghĩa là chúng ta dò từ số 8 này tới số 0 và số 4. Cái tiếp theo nếu chúng ta trúng nhiều con, nhiều số thì chúng ta được nhiều tiền. Đó, mà phải ngay hoàn thiện lối. Vé số nó ngay hoàn thiện lối nha anh chị. Mình trúng ví dụ như trúng số 8 đây là hàng đơn vị, số 0 là hàng chục, số 4 là hàng trăm, số 3 là hàng ngàn. Đó, thì chúng ta phân ngay hoàn thiện lối nha. Rồi, thì ví dụ như cái tài vé số này, cái giờ này mà chúng ta là cái tài vé số chúng ta là con 70 này, thì cái đài đây phú yên này 70 thì anh chị chỉ được 100.000. Đó, phía sau tài vé số nó có ghi là cái trình tự của cái giải trúng của mình. Ví dụ đó, thứ nhất là cái giò. Đó, thì bây giờ này cái thứ nhất là giải tóm thì 2 số, giải 7 thì 3 số, giải 6 thì 4 số, giải 5 cũng là 4 số. Đó, giải 4 thì 5 số thì cũng nhiều hơn đó. Đó, giải 3 thì cũng 5 số, giải 2 cũng 5 số, giải nhất thì cũng 5 số, giải đặc biệt thì 6 số. Đó, nhưng mà giải đặc biệt nha anh chị, nghe hoàn thiện lớn thế nha. Giải đặc biệt nó có 3 cái trúng lận. Ví dụ vậy. Đó, đây nè anh chị. Giải đặc biệt nó có 3 cái trúng lận. Đó, như cái tài giải số này. Em đưa cho anh chị mình xem này. Đây là cái đài Quảng Ngãi này. Anh chị thấy không? Quảng Ngãi ngày 30/9/2023 thứ 7 giá em mua đây. Rồi, thì đây giống chị, anh chị cũng ngày 30/9/2023. Ha. Đó, thứ 7. Đây thì thứ 7 là Quảng Ngãi quê hương em nè anh chị. Đây có giải đặc biệt này anh chị thấy em. Đó, ví dụ như là em trúng cái con không tóm như thế này, nhiều người tới nói mình trúng thì không có trúng được. Mình mới trúng con không tóm là 1 nè anh chị thấy không, mới trúng con không tóm là 1 thôi. À, còn số 2 nữa thôi. À, trúng số 2 này, chúng con không tóm này, còn số tóm thì mình thành số 7 mất này, ha không thì không được nha anh chị, ha không. Còn 43 này mà em là 34 mất, chỉ tính ra là em không có được, cái này không có trúng nha anh chị, mình trúng không tóm không cũng không có trúng nha anh chị, có trúng cái đào thôi, trúng cái đào và tóm này mới được 100.000 thôi nha. Còn sao thì chúng ta quấn số đề bô lô đào đu với trúng thôi nha anh chị, còn giấy số là không trúng nha. Đó, thì mình giải thích cho anh chị này cái đặc biệt này mà sao mình đã có 3 cái trúng này. Ví dụ như cái con mình trúng số 2, số 3, số 4 không tóm trúng hết, mà con số tóm này mình chặt này. Đó, nha anh chị, thì mình được 50 triệu nha. Đó, là gọi là ân ủi nha anh chị. 50 triệu là gọi là ân ủi. Đó, còn nếu như con số tóm này mình trúng luôn, mình trúng số tóm này hết luôn 6 số ngay hoàn thành lối thì mình được 2 tỷ nha. Rồi còn nếu như 2 tỷ mình chưa tính trừ thế nha anh chị, chưa tính trừ thế nha. Còn ví dụ như số tóm này mình trúng, số 2 mình trúng, có nghĩa là số tóm mình trúng, còn số 2, số 3, số 4, số 0 tóm này, trong những con số này mình chỉ chặt một con thôi nha anh chị, mình chỉ chặt một con thôi thì mình sẽ được 6 triệu, gọi là khuyến khích nha anh chị. Đó, ví dụ như anh chị trúng chặn số tóm này mà trúng hết luôn thì cũng được 6 triệu, chặn số 2 mà trúng hết luôn cũng được 6 triệu, mà trúng hết mà chặt số 4 này cũng được 6 triệu. Có nghĩa là 5 con số này mình chỉ chặt được một con thôi, mà trúng hết, trúng số nào luôn thì mình được 6 triệu. Còn trúng hết là 2 tỷ, mà chặt con đầu tiên được ân ủi là 50 triệu. Đó, nhà anh chị cái tình tự nó như vậy nha. Đó thì thôi bây giờ nó rảnh nè, thời gian mày mới có hoài có gần 5 phút thôi, sáng em cũng chia sẻ luôn cho anh chị mình luôn nè, để cho anh chị mình biết ví dụ như là chúng ta trúng như thế nào nè,
Đó, ví dụ như là anh chị trúng hai con sứa đào phải không, thì được 100.000. Đó, đó là 10.000 giá tốt cho anh chị hai số, 1.000 giá bảy là ba số, 200.000, 300 giải 6 là 4 số, mỗi giải là 400.000. 100 giải 5 4 số, mỗi mỗi giải trúng là 1 triệu đồng. Đó. 70 giải 4 à, mỗi giải trúng là 3 triệu đồng. À, 20 giải 3 5 số, mỗi giải trúng là 10 triệu đồng. Và 10 giải nhì mỗi giải trúng là 15 triệu đồng. 10 giải nhất mỗi giải trúng 30 triệu đồng. À, và một mẫu giải đặc biệt, mẫu giải đặc biệt nha anh chị, mẫu giải đặc biệt thì trúng 2 tỷ. Đó, như quê em thì một series là 20 tờ 20 tờ thì 20 tờ là từ cái series này nè anh chị, series này nè, ví dụ series này số 8, series số 0, số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 7, số 7, số 8, và nó trong đó nó một cặp số thôi là quê em trúng 4 tỷ thôi. Đó, nếu mà anh chị mua 20 tờ thì trúng 4 tỷ, còn mấy cái kia là trúng 50 triệu hết, là 16 tờ trúng là 50 triệu một tờ, đó là anh chị là trúng được là 4 tỷ 800 triệu nha, 4 tỷ 800 triệu thôi nha. Đó, và anh, chúng ta đó là trúng mua 20 tờ nha, còn anh chị mua 2 tờ trúng đặc biệt thì được 4 tỷ nha, chưa trừ thế nha anh chị. Đó thì mình cũng nói luôn nè, ví dụ như là giải toán này nè, nó có là giải toán này thì nó có hai chữ số này, nó có một dãy số thôi ha, dãy 7 nó cũng có một dãy số thôi đó, dãy 6 nó có ba dãy số, dãy 5 có một dãy số đó, dãy 4 thì nó nhiều dãy số hơn này, 1 2 3 4 5 6 7, dãy 4 nó nhiều dãy số hơn, dãy đặc biệt đó, mấy dãy này trúng nhiều cho nên dãy số nó không đó, như dãy 3 được hai dãy số, dãy 2 đấy, rồi dãy giá nhì như vậy một dãy số, dãy đặc biệt một dãy số ha. Đó, cho nên là một lắp dãy số ở quê em bón em biết là chỉ có 20 tờ, 20 tờ nha anh chị. Đó, có khi là có nghĩa là ví dụ như chúng ta mua 20 tờ, có khi chúng ta trúng là 20 tờ hết, là trúng dãy nhất hết luôn ha. Vậy tính cho ta trúng ngủ thì chúng ta mua 20 tờ thì chúng ta có 4 tỷ hả, 4 đi tóm đó, ví dụ vậy. Rồi giá giá ba đây, giá ba giá nhì đây cũng là, nếu chúng ta trúng là trúng 20 tờ luôn, cứ ví dụ như như nhì đi đó, 15 triệu ha, 15 triệu đi, thì chúng ta trúng 20 tờ vậy cũng rất là có tiền ha. Giá ba cũng vậy, trúng 10 triệu mà chúng ta 20 tờ vậy thì chúng ta cũng kiếm được là 200 triệu đấy ha. Rồi thì nó tình tự, nhưng mà chúng ta chờ dãy số là như vậy, anh chị cứ dò. À, cô bác cứ dò từ hòn đơn vị hòn qua dò qua đó, cái trúng còn lên thì còn nhiều tiền, có cái đặc biệt là ba cái trúng thôi đó, còn cứ dò từ bên trái dò qua nhỏ dò qua nha anh chị. Đó, đó rất là đơn giản thôi, mà ngay hòn thẳng lối là được nha anh chị. Đó, còn anh chị nào mà chúng ta mà không rành đó, không không biết đó, chưa hiểu, thì anh chị mình cứ tới mua dây số là nói người ta cái chỗ bán vé số, người ta sẽ là tư vấn thêm cho anh chị cô bác mình. Ở cái tờ mình vào mình cũng thấy cái tờ vé số mình vào mình cũng thấy nó vô mà mình không hiểu, thì anh chị hãy tới chỗ mà bán vé số người ta hướng dẫn cho, nếu trúng người ta sẽ chung tiền cho anh chị cô bác mình nha. Rồi thì đến đây mình quay video đến đây mình xin tạm dừng luôn, cảm ơn quý vị anh chị cô bác rất nhiều đã nhận video, dành thời gian xem video của em, cảm ơn, chúc cho anh chị may mắn phát lộc phát tài, trúng những giải lớn nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị anh chị nha.